Tổng Bí thư Tô Lâm đã dung túng cho cựu Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý như thế nào? Ngay sau khi được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục chống tham nhũng với phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Nhưng đến nay, sau khi ông Tô Lâm bàn giao chức Chủ tịch nước cho Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, việc này cho thấy cán cân quyền lực trong Đảng đã có thay đổi rất lớn. Nhiều dấu hiệu cho thấy những tuyên bố của ông Tô Lâm cách đây chưa lâu cũng chỉ là lời nói cho vui. Sau các chuyến công du quốc tế dài ngày vào cuối tháng 9 năm 2024, với chủ trương ngả sang phương Tây và Hoa Kỳ, ông Tô Lâm đã rơi vào tình thế tứ bề thọ địch của các thế lực kình địch trong nội bộ của Đảng, kể cả phản ứng không thân thiện từ Nga và Trung Quốc. Đây cũng là lý do buộc ông Tô Lâm phải chấp nhận chủ động lùi một bước để giảm bớt áp lực. Mới đây nhất, xuất hiện các đánh giá cho rằng quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm đang sụt giảm nhanh chóng. Cụ thể là trong kế hoạch tảo thanh đối với phe Nghệ An, Hà Tĩnh, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Tô Lâm đã và đang bắt đầu lùi bước, không chỉ ở việc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, một đối thủ của ông Tô Lâm đã trở thành Thường trực Ban Bí thư. Câu chuyện Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương đang gây ra nhiều tranh cãi khác nhau. Những điều kể trên cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể với phe Nghệ An. Trên mạng xã hội đang lan truyền các thông tin không hay về ông Thái Thanh Quý. Theo đó, từ vai trò của một tội phạm đang được xem xét kỷ luật, bỗng nhiên vào ngày 26 tháng 10, ông Quý được Bộ Chính trị điều chuyển trở thành Phó Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn tin cho hay Bí thư Thái Thanh Quý hay được dân xứ Nghệ gọi với cái tên thân thương là thằng Quỷ, với lý do ông Quý là con người không đi lên bằng trí tuệ hay năng lực của bản thân mà đi lên bằng sự luồn cúi và sử dụng tiền bạc để mua quan bán chức. Được biết Bí thư Thái Thanh Quý được ưu ái giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương bất chấp năng lực yếu kém và không có kiến thức về quản lý kinh tế hay quản lý nhà nước. Sau khi bị đa số cán bộ đảng viên trong tỉnh Nghệ An tẩy chay và không tuân phục, Thái Thanh Quý liền tìm đường thoát thân ra Trung ương. Bí thư Thái Thanh Quý đã dựa vào tướng công an Nguyễn Ngọc Lâm là một đệ tử thân cận của ông Tô Lâm để tiếp tục tiến thân. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người Nghệ An nhưng phải theo cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và là người trực tiếp chỉ huy vụ xóa sổ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, là ông trùm phe Nghệ An có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Trên cương vị Cục trưởng Cục C03, Nguyễn Ngọc Lâm đã cho bắt Phạm Thái Hà là trợ lý của Vương Đình Huệ liên quan đến khoản tiền nhận hối lộ 2,2 ngàn tỷ từ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An. Đổi lại, Nguyễn Ngọc Lâm đã được đề bạt lên chức Thứ trưởng Bộ Công an và được quy hoạch vào danh sách Ủy viên Trung ương Đảng tại Hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Ngoài ra, cũng có cáo buộc khẳng định Bí thư Thái Thanh Quý đã sử dụng số tiền từ 6 triệu đô la để mua suất quy hoạch vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng khóa 14. Tờ Thời báo .d không có khả năng kiểm chứng những thông tin kể trên. Công luận đã bày tỏ nhiều lo ngại, nếu như Bí thư Thái Thanh Quý dựa vào tiền bạc để tiến thân làm lãnh đạo cấp cao, thì đất nước này sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đã dung túng cho cựu Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh suy yếu nhanh chóng, điều gì sẽ xảy ra? Vào ngày 26 tháng 10, phát biểu tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ sự sốt ruột. Vì thế giới đang phát triển rất nhanh, ông lấy dẫn chứng là Iran, thập niên 1980 còn khá nghèo nhưng hiện nay họ đã là quốc gia thịnh vượng hàng đầu thế giới. Điều vừa kể trên phần nào hé lộ mục đích của chuyến thăm quốc tế trong tháng 9 năm 2024 của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng Tô Lâm thăm Mông Cổ để so sánh với Cuba nhằm rút ra bài học về thể chế chính trị. Thăm Iran, tìm hiểu về cách thức để một nước nghèo chỉ trong vòng có 40 năm
vươn lên thành nước có thu nhập bình quân đầu người đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cảm kích về sự sốt ruột của Tổng Bí Thư, vì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam tỏ ra lo lắng về sự phát triển của đất nước. Trái với sự lạc quan tếu của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi khẳng định đất nước chưa bao giờ có cơ đồ như hôm nay. Không ít người đã hy vọng vào công cuộc cải cách để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và tin rằng ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra bước ngoặt lịch sử. Tuy nhiên, những suy nghĩ vừa kể trên là hoàn toàn không có căn cứ. Vì cán cân quyền lực trên chính trường đến nay đã có những thay đổi cơ bản. Việc ông Lương Cường ngồi vào ghế chủ tịch nước đã cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông Tô Lâm, đồng thời cũng đã chấm dứt những nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối khi ông Tô Lâm muốn nhất thể hóa trong nhiều tháng qua. Theo giới quan sát, dưới chiêu bài lấy lại sự cân bằng quyền lực trong đảng, các phe phái chống Tô Lâm đã thành công trong nỗ lực chặn đứng tham vọng của ông. Việc ông Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước có ý nghĩa kết quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe công an và quân đội đã ngã ngũ. Không chỉ có vậy, việc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, một đối thủ của ông Tô Lâm trước đây, lại trở thành thường trực Ban Bí thư cũng báo hiệu nhiều điều không thuận lợi với ông. Điều đó cho thấy sự sốt ruột của Tổng Bí thư có lẽ chỉ là một thời than thở về sự bất lực của ông khi không thể nắm được quyền lực tuyệt đối trong đảng. Phe Nghĩa Tĩnh và các tướng lĩnh chính trị trong quân đội vốn là hậu duệ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lâu nay vẫn mang danh là thân Trung Quốc. Theo một số nhận định, đến nay Bắc Kinh đã công khai ra mặt ủng hộ Lương Cường và tỏ thái độ không hài lòng với Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm và phe cánh suy giảm quyền lực là điều có thật. Mới đây nhất, Tổng Thư ký Chính văn phòng Quốc hội ông Bùi Văn Cường cũng bị cho nghỉ hưu sớm. Ông Cường vốn là một đệ tử thân cận của ông Vương Đình Huệ, từng dính líu đến tham nhũng liên quan đến tập đoàn Thuận An, thời làm bí thư tại Đắk Lắk. Việc ông Tô Lâm chỉ buộc ông Cường nghỉ hưu sớm và vẫn cho giữ nguyên các quyền lợi là một minh chứng cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông. Chưa hết, Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nghệ An Nguyễn Đức Chung sẽ lên thay chức bí thư. Những điều này cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể với phe Nghệ An. Có nhiều ý kiến cho rằng những tuyên bố cải cách của Tô Lâm khiến Bắc Kinh không hài lòng. Việc khiến cho Tổng Bí thư Tô Lâm và các phe cánh giảm sút quyền lực chỉ là bước đầu của Bắc Kinh. Thậm chí có suy đoán cho rằng nếu ông Tô Lâm không có những bước đi táo bạo và triệt để hơn, thì khả năng trong đại hội lần thứ 14 vào năm 2026, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ trở thành Tổng Bí thư chỉ là chuyện trong gang tấc, vì có được sự yểm trợ tối đa và công khai từ Bắc Kinh. Quý vị các bạn phải theo dõi bản tin quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh suy yếu nhanh chóng. Điều gì sẽ xảy ra? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de